Trong bản tin ngày 14 tháng 5 hôm nay, Canada báo cáo 28 trường hợp đông máu hiếm gặp sau khi tiêm vaccine AstraZeneca. Một loại vaccine COVID-19 được sản xuất ở Canada có kết quả thử nghiệm giai đoạn cuối đầy hứa hẹn. Tỉnh Ontario kéo dài lệnh ở nhà cho đến ngày 2 tháng 6, cho phép người dân từ 40 tuổi trở lên tiêm vaccine tại các phòng tiêm chủng đại trà. Học sinh tiếp tục học trực tuyến. Người dân tỉnh Quebec từ 18 tuổi trở lên có thể đặt lịch hẹn tiêm vaccine. Cư dân tỉnh BC từ 18 tuổi trở lên cũng được kêu gọi đăng ký tiêm vaccine càng sớm càng tốt. Người dân tỉnh Alberta không thể đeo khẩu trang ở những nơi công cộng vì lý do y tế, phải có một lá thư từ một chuyên gia y tế để chứng minh điều đó. Air Canada gia hạn lệnh ngừng bay từ Ấn Độ đến ngày 22 tháng 6. Thủ tướng Justin Trudeau được thanh minh, nhưng cựu Bộ trưởng Tài chính Bill Morneau vi phạm luật đạo đức trong hợp đồng từ thiện của tổ chức We. Chủ tịch hội nghị họp kín của đảng United Conservative từ chức kêu gọi Thủ hiến Kenny từ chức. Greyhound Canada ngừng dịch vụ xe bus liên tỉnh vĩnh viễn. Ngân hàng Canada nói rằng đồng loonie gia tăng hơn nữa có thể là cơn gió ngược cho nền kinh tế. Các vòng tròn giữ khoảng cách an toàn quay trở lại công viên Trinity Bell Woods. Những người Mỹ được tiêm chủng COVID-19 có thể không mang khẩu trang ở hầu hết các nơi. Israel cảnh báo về nhiều mục tiêu hơn nữa khi đụng độ giữa người Ả Rập và người Do Thái làm rung chuyển các thành phố của Israel. Đồng Bitcoin đã rớt giá 12% sau khi Elon Musk đã tweet rằng Tesla sẽ ngưng chấp nhận thanh toán bằng tiền điện tử. Alibaba lần đầu báo lỗ với tư cách là công ty đại chúng sau khoản phạt chống độc quyền 2,8 tỷ đô la Mỹ. Nhiều công dân khối châu Âu đến Vương quốc Anh bị giam và trục xuất. Hoàng Anh cùng Tuấn Liêm xin thân ái kính chào quý vị đến với bản tin Canada nổi bật hàng ngày của kênh Culture Channel, cũng như một số tin thế giới đáng chú ý khác được thực hiện bởi Culture Magazine, là tờ tạp chí văn hóa đời sống song ngữ Anh Việt duy nhất in ấn và phát hành tại Canada. Chúng tôi cũng kính mời quý vị ghé thăm trang mạng của tạp chí Culture để đọc thêm các bài viết khác tại địa chỉ culturemagazine.com. Và nếu quý vị chưa đăng ký subscribe, chúng tôi kính mời quý vị nhấn đăng ký subscribe miễn phí và nhớ bấm nút chuông kế bên để nhận được thông báo khi chúng tôi có video mới. Rất mong nhận được sự ủng hộ của quý vị và các bạn bằng cách giúp chia sẻ, share video và bấm nút like nếu các bạn thấy thông tin là hữu ích. Xin chân thành cảm ơn các bạn. Sau đây, Tuấn Liêm sẽ mở đầu bản tin chi tiết. Chương trình tiêm chủng vaccine COVID-19 tại tỉnh bang Ontario đang được tiến hành để giúp ngăn ngừa sự lây lan của virus, bảo vệ mạng sống. Cho đến khi tất cả chúng ta đều đã được tiêm chủng, hãy nhớ đeo khẩu trang, rửa tay và giữ khoảng cách. Mỗi ngày đang có hàng ngàn người được tiêm chủng, rất nhanh sẽ đến lượt của quý vị rồi đó. Muốn biết thêm chi tiết, quý vị có thể đến trang mạng ontario.ca/Ontario's COVID-19 Vaccination Plan hoặc quý vị gọi số điện thoại 1-888-999-6488. Đường dây có hơn 300 ngôn ngữ để phục vụ quý vị. Một lời nhắn từ chính phủ Ontario. Canada báo cáo 28 trường hợp máu đông hiếm gặp sau khi tiêm vaccine AstraZeneca. Sau khi phân phối hơn 2,3 triệu liều vaccine AstraZeneca trên toàn quốc, các quan chức y tế công cộng cho đến nay đã xác định được 28 trường hợp khả nghi mắc phải một tình trạng máu đông hiếm gặp nhưng nghiêm trọng, được gọi là giảm tiểu cầu do vaccine, tiếng Anh viết tắt là VITT. Tiến sĩ Howard New, Phó Giám đốc Y tế Công cộng của Canada cho biết 18 trường hợp trong số đó đã được xác minh thông qua xét nghiệm, trong khi 10 trường hợp khác đang chờ xác nhận từ phòng thí nghiệm. VITT là tình trạng máu đông kết hợp với lượng tiểu cầu trong máu thấp sau khi tiêm chủng. Báo cáo về các trường hợp VITT được đưa ra sau khi một số tỉnh đình chỉ việc sử dụng vaccine AstraZeneca. Alberta, New Brunswick, Nova Scotia, Ontario, Saskatchewan và Quebec đều cho biết từ nay họ ngưng sử dụng vaccine AstraZeneca cho những ai đến chích liều đầu tiên. Khi việc đình chỉ sử dụng vaccine AstraZeneca được đưa ra, Ontario cho biết tỷ lệ mắc phải VITT là khoảng 1 trong 60.000 mũi tiêm, một tỷ lệ cao hơn nhiều so với con số được Bộ Y tế Canada trích dẫn trước đây. Mặc dù vaccine AstraZeneca đã bị tạm dừng ở nhiều tỉnh, Canada vẫn tiếp tục mua hàng chục ngàn liều sản phẩm này.
hôm nay Canada nhận 665.000 liều từ tổ chức chia sẻ vaccine toàn cầu COVAX. Những liều thuốc đó có thời hạn sử dụng là 3 tháng, tức là phải sử dụng hết những liều thuốc này trước cuối tháng 8. Canada sẽ tiếp tục mua đủ vaccine để tiêm mũi thứ hai cho những người đã tiêm mũi đầu tiên là AstraZeneca. Dữ liệu ban đầu từ Anh cho thấy nguy cơ mắc phải VITT sau khi tiêm liều thứ hai của vaccine AstraZeneca là thấp hơn nhiều so với sau khi tiêm liều thứ nhất. Nhà sản xuất vaccine khuyến cáo khoảng cách giữa mũi tiêm thứ nhất và thứ hai ít nhất là 12 tuần. Canada chỉ bắt đầu sử dụng AstraZeneca vào tuần thứ hai của tháng 3. Điều đó có nghĩa là những người này chỉ có thể tiêm liều thứ hai vào cuối tháng 5. Chuyên gia cho biết kết quả thử nghiệm giai đoạn cuối của vaccine COVID-19 sản xuất tại Canada đầy hứa hẹn. Hiện có 14 loại vaccine COVID-19 đang được Bộ Y tế Canada xem xét, trong đó có một số loại được sản xuất ở trong nước. Một chuyên gia cho biết vaccine của Medicago đang cho kết quả rất khả quan trong các thử nghiệm giai đoạn cuối. Công ty này có trụ sở tại Quebec và đã bắt đầu giai đoạn 3 của thử nghiệm trên người vào tháng 3, với mục tiêu chia sẻ kết quả vào cuối năm nay. Tiến sĩ Omar Khan, giáo sư kỹ thuật y sinh tại Đại học Toronto cho biết loại vaccine này sử dụng công nghệ dựa trên thực vật, không giống như bất kỳ loại vaccine nào khác hiện được chấp thuận sử dụng tại Canada. Các thử nghiệm ở giai đoạn cuối đã diễn ra rất tốt. Ông cho biết công nghệ gốc thực vật dễ dàng được hệ miễn dịch chấp nhận và hoàn toàn không lây nhiễm, dễ được sản xuất trên khắp thế giới. Nếu được chấp thuận, Medicago dự kiến có thể sản xuất tới 80 triệu liều vaccine mỗi năm, con số đó lên tới 1 tỷ liều một khi nhà máy quy mô lớn được hoàn thành vào năm 2023. Được biết là Bộ Y tế Canada đã nhận được các văn bản đầu tiên trong đơn xin chấp thuận vaccine của Medicago từ hồi tháng 4. Ontario giữ nguyên lệnh ở nhà cho đến ngày 2 tháng 6. Thủ hiến Doug Ford thông báo lệnh ở nhà của Ontario sẽ được duy trì cho đến ít nhất là ngày 2 tháng 6. Thủ hiến Ford cho biết tỉnh có thể dỡ bỏ các hạn chế đối với hoạt động giải trí ngoài trời vào ngày đó, với nhiều chi tiết hơn về kế hoạch mở cửa sẽ được đưa ra trong những ngày và tuần sau đó. Thủ hiến nói tình hình diễn ra theo chiều hướng đúng, nhưng chúng ta vẫn chưa hoàn toàn an toàn. Mục tiêu của ông là để cho Ontario có tháng 7 và tháng 8 bình thường nhất có thể. Khi được hỏi họ muốn thấy những con số liệu cụ thể nào trước ngày 2 tháng 6 để bắt đầu nới lỏng các biện pháp y tế công cộng, Thủ hiến Ford, tiến sĩ David William và giám đốc y tế tỉnh và Bộ trưởng Y tế Christine Elliott đều không trực tiếp trả lời. Tiến sĩ William chỉ nói rằng tỉnh Ontario cần đạt dưới 1.000 ca bệnh mỗi ngày trong vòng nhiều ngày. Các quan chức cũng không trả lời khi được hỏi liệu tỉnh có quay lại khuôn khổ mã màu như trước hay không. Thủ hiến Ford cũng không đưa ra chi tiết là khi nào thì học sinh được học trực tiếp ở trên lớp. Thủ hiến cho biết một số bác sĩ nói với ông rằng các trường học nên mở cửa trở lại, nhưng các công đoàn giáo viên nói rằng điều đó không thể xảy ra vào lúc này. Ông cho biết ông muốn đạt được sự đồng thuận từ hai phía. Thủ hiến cho biết học sinh sẽ tiếp tục học trực tuyến trong thời gian tới. Ngoài ra, Thủ hiến Ford đã phát hành một lá thư khác gửi cho Thủ tướng Justin Trudeau, yêu cầu các biện pháp COVID-19 tăng cường tại biên giới Canada. Hiện ông đã gửi 4 bức thư thỉnh cầu mà không có phản hồi chính thức từ chính phủ liên bang. Ontario cho phép người từ 40 tuổi trở lên tiêm vaccine tại các phòng tiêm chủng đại trà. Cư dân Ontario sinh năm 1981 hoặc trước đó sống bên ngoài mã bưu điện của những điểm nóng đủ điều kiện để đặt lịch hẹn tiêm vaccine COVID-19 tại các phòng tiêm chủng hàng loạt kể từ sáng thứ Năm ngày 13 tháng 5. Từ 8 giờ sáng, các cá nhân đủ điều kiện có thể đặt lịch hẹn qua hệ thống của tỉnh hoặc trực tiếp qua các đơn vị y tế công cộng, thông qua hệ thống đặt lịch hẹn của riêng họ. Đầu tuần này, những người có tình trạng sức khỏe được coi là có nguy cơ và những người không thể làm việc tại nhà cũng đủ điều kiện để đi đăng ký. Do nguồn cung cấp vaccine tăng, tỉnh sẽ bổ sung các nhân viên chăm sóc sức khỏe có nguy cơ cao, bệnh nhân cần phải lọc máu và tất cả các cá nhân thuộc cộng đồng First Nations, Inuit và Métis vào danh sách là những người đủ điều kiện để đặt lịch hẹn để nhận liều vaccine thứ hai sớm hơn. Tỉnh cho biết việc đặt lịch hẹn sẽ mở vào cuối tuần và thông tin chi tiết sẽ được cung cấp sau.
thành phố Toronto đang mở 5.000 cuộc hẹn tiêm chủng mới để giúp đáp ứng nhu cầu khi tính đủ điều kiện được mở rộng. Các liều vaccine sẽ gửi đến thành phố từ ngày 17 tháng 5 đến ngày 23 tháng 5. Thành phố cũng cho biết có hơn 20.000 cuộc hẹn đang mở trống trong tuần của ngày 7 tháng 6. Sau đây là một số cập nhật nhanh khác về tình hình COVID-19 trên khắp Canada. Tỉnh Manitoba đã báo cáo tổng số ca COVID-19 mới trong ngày cao nhất từ trước đến nay, trong khi nước láng giềng, tỉnh Ontario, thông báo gia hạn lệnh ở nhà đang diễn ra cho đến ngày 2 tháng 6 để cố gắng kiềm chế làn sóng thứ ba của đại dịch. Xa hơn về phía Tây, người dân tỉnh Alberta đã được thông báo hôm thứ Năm rằng nếu họ không thể đeo khẩu trang ở những nơi công cộng vì lý do y tế, họ sẽ phải có một lá thư từ một chuyên gia y tế để chứng minh điều đó kể từ bây giờ. Các quan chức y tế tỉnh Manitoba đã báo cáo thêm 560 ca nhiễm mới và 3 ca tử vong. Đợt thứ 3 của đại dịch không có dấu hiệu giảm bớt. Thủ hiến Manitoba, ông Brian Pollister cho biết, thách thức quan trọng mà chúng ta phải đối mặt bây giờ khi số lượng ca bệnh tăng lên là phải tiêm chủng cho tất cả mọi người và chúng ta phải tuân theo các quy tắc y tế công cộng. Tỉnh Ontario báo cáo thêm 2.759 ca nhiễm mới với thêm 31 ca tử vong. Toàn tỉnh hiện có 1.632 người đang nhập viện, trong đó có 776 người đang được chăm sóc đặc biệt. Tính đến tối ngày 13 tháng 5, Canada báo cáo thêm 6.615 ca nhiễm mới, nâng tổng số COVID-19 của Canada lên mức 1.312.414, trong đó thì có 75.288 ca còn bệnh. Có hơn 1.212.100 ca phục hồi, số ca tử vong là 24.825. Tính đến tối ngày 13 tháng 5, đã có hơn 17.2 triệu mũi vaccine đã được tiêm trên khắp Canada, trong đó thì gần 16 triệu người, tức là 42% dân số đã được tiêm ít nhất một liều. Tại tỉnh Quebec, các quan chức y tế đã báo cáo 781 ca nhiễm mới và thêm 5 ca tử vong. Người dân tỉnh Quebec từ 18 tuổi trở lên hiện đủ điều kiện để tiêm chủng COVID-19. Cư dân có thể bắt đầu đặt lịch hẹn trên trang web Click Santé của tỉnh và sẽ được tiêm vaccine Pfizer hoặc Moderna. Bộ Y tế của tỉnh đang thực hiện một thay đổi lớn đối với việc triển khai tiêm chủng, trở thành tỉnh thứ tư của đất nước không còn sử dụng vaccine AstraZeneca cho liều đầu tiên. Thay đổi có hiệu lực ngay lập tức. Bộ Y tế khẳng định vaccine này là an toàn, nhưng nó sẽ chỉ được sử dụng để tiêm liều thứ hai cho những người mà đã tiêm vaccine AstraZeneca hoặc Covishield. Tỉnh dự kiến sẽ nhận thêm 148.000 liều AstraZeneca vào tuần tới. Tỉnh cũng đã đạt được cột mốc tiêm chủng, đã tiêm hơn 4 triệu liều sau khi hơn 95.000 người Quebec được tiêm phòng trong 24 giờ qua. Các quan chức y tế công cộng đã sắp xếp để ca sĩ Quebec Émile Bilodeau chào những người đã nhận liều thuốc vào sáng nay, cũng như các nhân viên y tế tại Palais de Congrès vào sáng thứ Năm. Cũng bắt đầu từ thứ Năm, tỉnh dự kiến sẽ bắt đầu gửi bằng chứng kỹ thuật số về tiêm chủng COVID-19 cho những người đã tiêm ít nhất một mũi tiêm dưới dạng mã QR. Liên đoàn các phòng thương mại đang thúc đẩy tỉnh Quebec áp dụng hệ thống hộ chiếu vaccine. Nhóm cho biết nó sẽ giúp các doanh nghiệp mở cửa trở lại và các sự kiện lớn được tổ chức dễ dàng hơn. Nhưng tỉnh cho biết họ đang xem xét ý tưởng, đồng thời nói rằng còn quá sớm để biết bằng chứng kỹ thuật số về tiêm chủng sẽ được sử dụng ở khả năng nào. Chuyển sang tỉnh bang BC, tỉnh báo cáo thêm 587 ca nhiễm mới cũng như 5 ca tử vong. Có 413 người mắc bệnh phải nhập viện, trong đó có 141 người đang được chăm sóc đặc biệt. Số ca mắc bệnh mới trong tỉnh đang tiếp tục giảm. Tỉnh đã có một trường hợp thứ hai bị giảm tiểu cầu do vaccine, tức là tình trạng máu đông hiếm gặp. Người bị ảnh hưởng là một người đàn ông khoảng 40 tuổi đang trong tình trạng ổn định sau khi được điều trị tại vùng Fraser Health. Trong một bản tin mới nhất đêm qua cho biết, một người đàn ông ở tỉnh BC đã phải nhập viện cấp cứu do tình trạng máu đông xảy ra sau khi tiêm vaccine AstraZeneca. Các bác sĩ phẫu thuật đã phải cắt bỏ hơn 6 feet ruột non của ông vì lượng lớn máu đông do AstraZeneca gây ra, theo tờ Vancouver Sun đưa tin. Bộ trưởng Y tế Adrian Dix thông báo rằng kể từ thứ Bảy, những người sinh năm 2001 hoặc sớm hơn, tức là 20 tuổi trở lên, sẽ được mời đặt lịch hẹn tiêm vaccine. Ông kêu gọi tất cả người lớn từ 18 tuổi trở lên hãy đăng ký trên trang web tiêm chủng của tỉnh để nhận được lời mời đăng ký tiêm vaccine càng nhanh càng tốt.
cư dân cũng có thể gọi điện thoại cho số 1-833-838-2323 hoặc đến trực tiếp tại bất kỳ cơ sở dịch vụ nào của Service PC. Tỉnh đã thông báo thêm một lần gia hạn tình trạng khẩn cấp liên quan đến đại dịch sẽ được giữ nguyên cho đến ít nhất là ngày 25 tháng 5. Thứ Năm, Giám đốc Y tế của tỉnh là Tiến sĩ Bonnie Henry đã xác nhận rằng các hạn chế hiện tại về tụ tập, ăn uống trong nhà và đi lại sẽ vẫn được áp dụng cho đến ngày 25 tháng 5. Du lịch bên ngoài ba khu vực ranh giới mà không có lý do chính yếu vẫn bị cấm cho đến thời điểm đó. Người vi phạm có thể bị phạt tới $575. Ba khu vực dựa trên ranh giới khu vực sức khỏe, đó là vùng Lower Mainland và thung lũng Fraser Valley, tức là trong khu vực sức khỏe của ven biển Vancouver Coastal và Fraser Health, khu vực đảo Vancouver Island, khu vực phía Bắc và nội địa. Cư dân không thể đặt chỗ ở hoặc địa điểm cắm trại bên ngoài khu vực của họ, và nhân viên BC Ferries đang liên hệ với du khách để xác nhận lý do đi du lịch của họ. RCMP thì cũng đã thiết lập các trạm kiểm soát để thực thi lệnh cấm du lịch không cần thiết. Tỉnh Alberta đã báo cáo thêm 1.558 ca nhiễm mới và thêm 9 ca tử vong. Hiện có 722 người đang nằm viện, trong đó có 177 người đang được chăm sóc đặc biệt. Tỉnh đang làm rõ các quy định đối với những người không đeo khẩu trang ở những nơi công cộng vì lý do y tế. Tiến sĩ Dina Hinshaw nói rằng có hiệu lực từ thứ Năm để xác minh rằng ai đó có tình trạng sức khỏe khiến họ không thể đeo khẩu trang. Người dân tỉnh Alberta với những điều kiện này sẽ được yêu cầu có một lá thư từ một chuyên gia y tế. Thư này là quan trọng, đặc biệt là nếu các quan chức thực thi yêu cầu xem thư khi không mang khẩu trang theo lệnh khi ở bên trong các cơ sở công cộng. Danh sách tình trạng sức khỏe bao gồm những người bị rối loạn xử lý cảm giác, chậm phát triển, suy giảm nhận thức, một số bệnh tâm thần, chấn thương mặt hoặc phẫu thuật gần đây, viêm da tiếp xúc hoặc phản ứng dị ứng với vật liệu làm khẩu trang và suy hô hấp nghiêm trọng về mặt lâm sàng. Tỉnh Saskatchewan báo cáo thêm 223 ca nhiễm mới và 5 ca tử vong. Tại khu vực Đại Tây Dương Canada, thì tỉnh Prince Edward Island báo cáo 1 ca nhiễm mới ở một nhân viên giữ trẻ, nâng số ca bệnh lên 7 ca. Tỉnh Newfoundland báo cáo 7 ca nhiễm mới, trong khi New Brunswick có 16 ca nhiễm mới và Nova Scotia có 110 ca. Trên khắp miền Bắc, Nunavut cho biết có 12 ca bệnh mới. Air Canada gia hạn lệnh ngừng bay từ Ấn Độ đến ngày 22 tháng 6. Air Canada đã gia hạn lệnh ngừng bay từ Ấn Độ để ngăn chặn sự lây lan của COVID-19, nhưng chính phủ liên bang đã không thông báo tương tự. Lệnh ngừng bay từ Ấn Độ và Pakistan ban đầu được chính phủ liên bang công bố vào ngày 22 tháng 4 và được ấn định trong 30 ngày. Air Canada không khai thác các chuyến bay đến hoặc đi từ Pakistan. Người phát ngôn Bộ Giao thông Vận tải Alison St. John cho biết trong một tuyên bố rằng Bộ đang theo dõi chặt chẽ tình hình COVID-19 ở Ấn Độ và Pakistan và sẽ xác định các bước tiếp theo dựa trên bằng chứng và lời khuyên của các chuyên gia y tế công cộng. Bà không xác nhận liệu chính phủ liên bang có gia hạn lệnh ngừng bay hay không. Lệnh ngừng bay của Canada không ảnh hưởng đến các chuyến bay chở hàng và chỉ áp dụng cho các chuyến bay thẳng. Du khách từ Ấn Độ vẫn có thể nhập cảnh gián tiếp vào quốc gia này, nhưng họ phải xuất trình xét nghiệm COVID-19 âm tính trước khi khởi hành đến Canada. Các biến thể từ Ấn Độ đã được phát hiện ở tỉnh BC, Alberta, Ontario và Quebec. Thủ tướng Justin Trudeau được thanh minh, nhưng cựu Bộ trưởng Tài chính Bill Morneau vi phạm luật đạo đức trong hợp đồng từ thiện liên quan đến tổ chức quy. Ủy viên về nội quy là ông Mario Dion ra phán quyết rằng Thủ tướng Justin Trudeau không vi phạm về luật xung đột lợi ích liên quan đến việc ông tham gia cấp cho tổ chức từ thiện quy một hợp đồng liên bang, nhưng cựu Bộ trưởng Tài chính Bill Morneau đã tự đặt mình vào tình trạng xung đột lợi ích trong một số trường hợp. Phát hiện của ông Dion theo sau hai cuộc điều tra riêng biệt mà được thúc đẩy bởi quan ngại của các nghị sĩ đối lập về việc cả Thủ tướng Trudeau và ông Morneau không rút khỏi quyết định của nội các vào năm 2020 khi trả cho tổ chức từ thiện WE là $43.5 triệu cho chương trình dịch vụ mùa hè cho sinh viên, mặc dù có mối quan hệ cá nhân với tổ chức từ thiện này. Ủy viên nội quy cho biết trong báo cáo được công bố hôm thứ Năm, nói rằng ông Morneau
người đã rời nội các và từ chức nghị sĩ khi đối mặt với cuộc tranh cãi này vào mùa hè năm ngoái, đã vi phạm các phần khác nhau của đạo luật bằng cách thúc đẩy lợi ích cá nhân của tổ chức Quy một cách không phù hợp, không rút khỏi các quyết định liên quan đến tổ chức Quy và đối xử ưu đãi cho tổ chức này. Báo cáo này nhận sự chỉ trích từ lãnh đạo đảng đối lập là ông Erin O'Toole, người cho rằng việc ông Dion không phát hiện ra Thủ tướng Trudeau vi phạm luật là một dấu hiệu cho thấy luật cần phải thay đổi. Hứa hẹn củng cố các quy tắc xung đột lợi ích của Canada là lời hứa của đảng của ông trong cuộc bầu cử năm 2019. Chủ tịch các hội nghị họp kín của đảng United Conservative từ chức kêu gọi thủ hiến Kenney từ chức. Tin từ thành phố Calgary hôm nay cho biết, những bất đồng từ bên trong đảng bảo thủ thống nhất đã lên một tầm cao mới với lời kêu gọi từ trong cuộc họp kín, yêu cầu thủ hiến Jason Kenney từ chức. Ông Todd Lowen, chủ tịch hội nghị và thành viên của hội đồng lập pháp cho khu vực Central Peace Notley ở Tây Bắc Alberta, đã đăng một bức thư ngỏ lên trang Facebook của mình trong đêm thông báo từ chức và tuyên bố chúng ta phải loại bỏ nguồn gốc chính của sự rối loạn trong hoạt động của chính phủ hiện nay, đó là thủ hiến Jason Kenney. Bức thư nêu bật những lo ngại của ông Lowen rằng cuộc họp kín của đảng không còn hoạt động hiệu quả và các thành viên được bầu cảm thấy bị gạt ra khỏi các quyết định quan trọng. Bức thư đã nêu lên mối quan hệ rạn nứt giữa chính quyền tỉnh và các bác sĩ ở Alberta liên quan đến các hợp đồng bồi thường đã bị chính phủ hủy bỏ tại một thời điểm, và những tranh cãi xung quanh về đề xuất thay đổi của tỉnh đối với hoạt động khai thác than ở các sườn núi phía đông. Ông cũng nói rằng công tác giao tiếp thông tin với công chúng là mâu thuẫn, khó hiểu và không cần thiết, khiến người dân mất lòng tin vào chính phủ. Ông Lowen cho rằng phản ứng của thủ hiến đối với chính phủ liên bang là yếu ớt và không hiệu quả. Việc này xảy ra sau khi một cuộc thăm dò gần đây của Angus Reid cho thấy xếp hạng chấp thuận cho thủ hiến Kenney đã giảm khi đại dịch bùng phát. Kết quả gần đây thì cho thấy 75% người dân Alberta nghĩ rằng thủ hiến Kenney đang làm việc một cách tồi tệ. Greyhound Canada ngưng dịch vụ xe buýt liên tỉnh vĩnh viễn. Greyhound Canada sẽ ngưng vĩnh viễn tất cả các tuyến xe buýt còn lại ở Canada. Công ty cho biết tất cả các tuyến đường còn lại sẽ ngưng hoạt động kể từ nửa đêm ngày thứ Năm. Hãng vận chuyển xe buýt mang tính biểu tượng này đã rời miền Tây Canada vào năm 2018. Sau đó, hãng đã tạm dừng các tuyến còn lại ở Ontario và Quebec khi COVID-19 ập tới. Nhưng hiện tại thì công ty sẽ ngưng vĩnh viễn các tuyến liên tỉnh trong nội địa ở Canada. Greyhound Canada đã hoạt động trong hơn một thế kỷ. Công ty cho biết ai có vé đã đặt đều có thể được hoàn tiền cho đến cuối tháng 6. Trong khi dịch vụ xe buýt Greyhound giữa các điểm đến ở Canada sẽ ngừng hoạt động, thì công ty mẹ của Greyhound tại Hoa Kỳ sẽ tiếp tục vận hành 5 tuyến đường xuyên biên giới. Đó là các tuyến sau đây: Toronto đến Buffalo, New York, Toronto đến thành phố New York, Montreal đến Boston, Montreal đến thành phố New York và Vancouver đến Seattle. Công đoàn đại diện cho những người lao động làm việc tại tuyến xe buýt cho biết có khoảng 400 việc làm sẽ bị mất do quyết định này và chính phủ phải chịu một phần trách nhiệm. Đảng NDP liên bang cũng đổ lỗi cho chính phủ. Một nhà phê bình về giao thông vận tải cho biết việc mất tất cả các tuyến xe buýt liên tỉnh trong Canada của công ty Greyhound khiến cho nhiều người không có phương tiện di chuyển an toàn và giá cả phải chăng. Và việc này cũng ảnh hưởng lớn đến những người nương tựa vào các tuyến xe liên tỉnh, đặc biệt là người bản địa và người cao niên. Ngân hàng Canada nói rằng đồng loonie gia tăng hơn nữa, có thể là cơn gió ngược cho kinh tế. Theo người đứng đầu của Ngân hàng Trung ương, Bank of Canada đang theo dõi chặt chẽ mức tăng gần đây của đồng tiền quốc gia. Tại một cuộc họp báo hôm thứ Năm, Thống đốc Thief Mark Clem cho biết sự tăng giá gần đây phản ánh một phần giá hàng hóa cao hơn. Điều này là tốt cho kinh tế của quốc gia. Tuy nhiên, việc tiếp tục tăng giá có thể bắt đầu gây rủi ro cho các dự báo gần đây nhất của Ngân hàng Trung ương được công bố vào tháng trước, mà đã giả định tỷ giá hối đoái là 0,8 đô la Mỹ trên 1 đô la Canada. Đến nay, đồng đô Canada đã tăng 4,9% trong năm, là tiền tệ có mức tăng tốt nhất gần đây. Sau đó thì đồng tiền Canada bị giảm đôi chút sau những bình luận của ông Mark Lamb.
giảm xuống bằng 1,2179 đô la cho mỗi 1 đô la Mỹ Kim hoặc bằng 0,8211 đô la Mỹ cho mỗi 1 đô la Canada vào lúc 1 giờ 12 phút chiều giờ ở Toronto. Thống đốc Mark Clem cho biết, nếu nó di chuyển xa hơn nữa, có thể có tác động đáng kể đến triển vọng của chúng tôi, và đó là điều chúng tôi phải tính đến khi thiết lập chính sách tiền tệ của mình. Nếu đồng đô la tiếp tục biến động, đặc biệt là nếu nó không phản ánh những phát triển tốt cho Canada, thì điều đó có thể trở thành một cơn gió ngược đối với dự báo xuất khẩu của chúng tôi. Đồng đô la Canada đã theo giá tài nguyên cao hơn trong năm nay. Chỉ số giá hàng hóa của Ngân hàng Trung ương Canada là một thước đo theo dõi sự di chuyển của hàng hóa được sản xuất ở trong nước, đã đạt mức cao nhất kể từ năm 2014 sau khi tăng 30% cho đến nay trong năm. Không bao gồm năng lượng, chỉ số này đang ở mức cao nhất mọi thời đại. Một nhà kinh tế tại Bank of Nova Scotia, ông Derek Holt, cho biết rằng ông Mark Clem chỉ nói rằng nếu đồng tiền tiếp tục tăng giá mà vắng những lý do cơ bản thì họ sẽ quan tâm hơn đến các tác động cạnh tranh, nhưng cho đến nay thì không phải là như vậy. Các vòng tròn giữ khoảng cách an toàn quay trở lại tại Trinity Bellwood. Nhân viên thành phố đã đến công viên Trinity Bellwood ở Queen Street West vào hôm thứ Năm để vẽ các vòng tròn giúp cho người dân giữ khoảng cách an toàn trên cỏ khi thời tiết ấm hơn. Đây là năm thứ hai liên tiếp thành phố Toronto thiết kế các vòng tròn tại công viên. Các vòng tròn được giới thiệu lần đầu tiên vào mùa hè năm ngoái như là một biện pháp để khuyến khích những người đi công viên giữ khoảng cách an toàn. Trong một thông cáo, thành phố cho biết họ nhận ra rằng nhiều cư dân thành thị sống trong những căn hộ và chung cư thiếu không gian tập thể dục và không khí trong lành khi lệnh ở nhà của tỉnh bắt đầu có hiệu lực. Thành phố cho biết họ vẫn khuyến khích người dân tuân theo lệnh ở nhà của tỉnh và chỉ rời khỏi nhà của họ vì những lý do cần thiết. Israel cảnh báo về nhiều mục tiêu nữa khi đụng độ giữa người Ả Rập và người Do Thái làm rung chuyển các thành phố của Israel. Khi quân đội Israel và các chiến binh Palestine ở Gaza tấn công lẫn nhau bằng các cuộc không kích và oanh tạc bằng tên lửa, bạo loạn và các cuộc đụng độ bạo lực cũng đã tràn qua một số thành phố của Israel giữa các công dân Ả Rập và Do Thái. Tại Bat Yam, phía nam Jaffa, một đoạn video vào tối thứ Tư cho thấy một đám đông cánh hữu Do Thái đang hành hung một tài xế Ả Rập. Cảnh sát nói rằng người đàn ông đã bị kéo khỏi xe trước khi vụ hành hung bắt đầu. Video cho thấy khoảng 20 người dùng các vật kim loại đánh anh ta và đá liên tục vào đầu anh ta. Anh đã được đưa đến bệnh viện, nơi các vết thương của anh được cảnh sát mô tả là không quá nghiêm trọng. Theo cảnh sát Israel, ở Acre, phía bắc Haifa, một đám đông người Ả Rập cũng đã hành hung một người đàn ông Do Thái, dẫn đến bị thương nặng. Một phát ngôn viên cảnh sát cho biết đám đông đã tấn công các sĩ quan cảnh sát bằng đá trước khi tấn công nạn nhân bằng đá và thanh sắt. Chúng tôi rất lo lắng về tình trạng xấu đi này. Nhà lập pháp Israel là Aida Tuma Solomon ở Acre nói trong một cuộc phỏng vấn trực tiếp vào tối muộn thứ Tư theo giờ địa phương. Bên cạnh đó thì các hãng hàng không toàn cầu cũng đang hủy bỏ các chuyến bay đến Israel khi các cuộc đụng độ giữa quân đội nước này và các chiến binh Palestine ở Gaza ngày càng gia tăng. Delta Airlines, American Airlines, United Airlines, Lufthansa và British Airways đều đã hủy các chuyến bay sau các cuộc không kích của Israel và cuộc tấn công bằng tên lửa của người Palestine. Đồng Bitcoin rớt giá 12% sau khi Elon Musk tweet rằng Tesla sẽ ngừng chấp nhận thanh toán bằng tiền điện tử. Giá Bitcoin đã giảm sau khi giám đốc điều hành Tesla là ông Elon Musk cho biết công ty của ông đang tạm dừng kế hoạch chấp nhận tiền điện tử làm phương thức thanh toán cho xe điện. Cụ thể, đồng tiền điện tử này đã giảm 12% vào sáng thứ Năm, đưa giá của đồng xu xuống khoảng 49.300 đô la, theo trang web tin tức tiền điện tử CoinDesk. Các đồng tiền kỹ thuật số khác cũng giảm giá trị theo, khi Ethereum mất 14% và Dogecoin giảm gần 20%. Ông Musk cũng đã thông báo rằng chi phí môi trường cao của Bitcoin là lý do cho động thái này sau nhiều tháng lạc quan về nó. Ông Musk cho biết trong một ghi chú đăng trên Twitter hôm thứ Tư rằng
Chúng tôi lo ngại về việc gia tăng nhanh chóng việc sử dụng nhiên liệu hóa thạch để khai thác và giao dịch Bitcoin, đặc biệt là than, loại nhiên liệu có lượng phát thải kém nhất so với bất kỳ loại nhiên liệu nào. Tiền điện tử là một ý tưởng tốt ở nhiều cấp độ và chúng tôi tin rằng nó có một tương lai đầy hứa hẹn, nhưng điều này không thể đi kèm với cái giá quá lớn đối với môi trường. Tesla cũng không trả lời ngay lập tức các câu hỏi liên quan đến động thái này, bao gồm bao nhiêu phương tiện đã được mua bằng Bitcoin và liệu ông Musk có biết về tác động môi trường của tiền điện tử trước đó hay không. Alibaba lần đầu báo lỗ với tư cách là công ty đại chúng sau khoản phạt chống độc quyền 2,8 tỷ đô la Mỹ. Công ty Alibaba đã công bố khoản lỗ hoạt động đầu tiên với tư cách là một công ty đại chúng trong quý tài chính thứ tư, do một khoản tiền phạt chống độc quyền khổng lồ mà họ nhận được vào tháng trước, đè nặng lên thu nhập trong khi doanh thu vượt kỳ vọng. Alibaba đã đạt được mức doanh thu là 187,39 tỷ nhân dân tệ, tức là 28,6 tỷ đô la Mỹ, tăng 64% so với năm ngoái, và thu nhập trên mỗi cổ phần là 10,32 nhân dân tệ, tức là 1,58 đô la Mỹ, tăng 12% so với cùng kỳ năm ngoái. Alibaba đã chịu khoản lỗ ròng là 5,47 tỷ nhân dân tệ trong quý 3. Theo ước tính của Refinitiv, thị trường đã kỳ vọng lợi nhuận ròng là 6,95 tỷ nhân dân tệ. Alibaba hy vọng kết quả mới nhất có thể giải thích những rắc rối gần đây của công ty với các cơ quan quản lý, bắt đầu khi đợt phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng trị giá 34,5 tỷ đô la Mỹ của Ant Group là chi nhánh công nghệ tài chính của nó vào tháng 11. Kể từ đó thì hơn 240 tỷ đô la giá trị đã bị xóa sổ khỏi cổ phiếu của Alibaba khi sự giám sát của cơ quan quản lý tiếp tục diễn ra, bao gồm cả khoản tiền phạt khổng lồ là 18,23 tỷ nhân dân tệ, tức là 2,8 tỷ đô la Mỹ, mà công ty nhận được do kết quả của một cuộc điều tra chống độc quyền. Nhiều công dân EU đến Vương quốc Anh bị giam giữ hoặc trục xuất. Theo các nhà vận động và du khách được Guardian phỏng vấn, các công dân EU đang bị đưa đến các trung tâm di trú hoặc bị giam giữ trong các phòng tạm giữ tại sân bay do chính sách môi trường thù địch của chính phủ Anh áp dụng đối với họ sau Brexit. Những người châu Âu đến Anh để phỏng vấn xin việc nằm trong số những người bị từ chối nhập cảnh và bị nhốt. Trong phỏng vấn với Guardian, họ đã nói về việc phải trải qua kinh nghiệm đau thương và nhục nhã khi bị trục xuất. Bất chấp các quy tắc của Bộ Nội vụ rõ ràng đã cho phép những người không có thị thực vẫn có thể tham dự các cuộc phỏng vấn tìm việc làm. Sự việc sẽ càng rắc rối một khi người tìm việc ở EU trở về nhà sau cuộc phỏng vấn và khi họ được tuyển thì họ có cần nộp đơn để xin thị thực lao động hay không. Trong một vài trường hợp khác, du khách rõ ràng đang vi phạm các quy tắc, chẳng hạn như những quy định cấm công dân EU nhận công việc thực tập không lương. Ít nhất là một chục công nhân châu Âu, chủ yếu là phụ nữ trẻ, đã bị giam giữ và trục xuất chỉ riêng tại sân bay Gatwick trong hơn 48 giờ vào tuần trước. Hai phụ nữ người Tây Ban Nha bị giam giữ, nói với Guardian. Một số người đã được đưa đến trung tâm giam giữ Gatwick tại Bedfordshire, cách đó 2 tiếng lái xe, và bị nhốt trong phòng vì các lo ngại về dịch COVID. Các quốc gia khác có công dân bị giữ tại sân bay hoặc trung tâm giam giữ của Vương quốc Anh bao gồm Ý, Pháp, Bulgaria và Hy Lạp. Được biết, một người đàn ông Pháp đã bị giữ tại sân bay Embra trong 48 giờ gần đây, trong khi đại sứ Bulgaria tại Vương quốc Anh xác nhận một số công nhân của ông đã bị giam giữ tại các trung tâm di cư. Người Mỹ đã được tiêm chủng COVID-19 không cần mang khẩu trang ở hầu hết các nơi. Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ, gọi tắt là CDC, khuyến cáo rằng những người được tiêm chủng COVID-19 đầy đủ không cần phải đeo khẩu trang ở ngoài trời và có thể không phải đeo khẩu trang trong nhà ở hầu hết các nơi. Cơ quan cho biết hướng dẫn cập nhật sẽ cho phép cuộc sống bắt đầu trở lại bình thường. CDC cũng cho biết những người được tiêm chủng đầy đủ sẽ không cần phải giữ khoảng cách ở hầu hết các nơi. CDC hy vọng hướng dẫn này sẽ thúc đẩy nhiều người Mỹ đi tiêm chủng hơn. Hướng dẫn mới nhất này là một bước quan trọng để quay trở lại cuộc sống trước đại dịch. Nhưng cơ quan vẫn khuyến cáo những người tiêm chủng nên đeo khẩu trang ở trên máy bay, xe lửa, tại các sân bay, trung tâm trung chuyển, phương tiện công cộng và những nơi như là bệnh viện, phòng mạch bác sĩ.
những người được tiêm chủng đầy đủ vẫn nên đeo khẩu trang khi luật liên bang, tiểu bang, địa phương, bộ lạc hoặc lãnh thổ có yêu cầu. Hôm nay, Tổng thống Joe Biden xuất hiện tại Nhà Trắng để phát biểu mà không đeo khẩu trang. Ông nói, tôi nghĩ đó là một cột mốc quan trọng, một ngày tuyệt vời. Giám đốc CDC cho biết hướng dẫn mới dựa trên số ca bệnh giảm mạnh, việc mở rộng tiêm vaccine cho những người trẻ tuổi và hiệu quả của vaccine chống lại các biến thể của coronavirus. Một số cập nhật về tình hình COVID trên thế giới. Tính đến thứ Năm, có hơn 160,7 triệu ca COVID-19 đã được báo cáo trên toàn thế giới. Số người chết trên toàn cầu đã hơn 3,3 triệu người. Một chuyên gia của Tổ chức Y tế Thế giới WHO cho biết, bốn biến thể coronavirus đáng lo ngại nhất đã được phát hiện ở hầu hết các quốc gia và vùng lãnh thổ của châu Mỹ. Mặc dù chúng dễ lây lan hơn, nhưng không có bằng chứng nào cho thấy chúng gây chết người nhiều hơn. Jairo Mendes, một chuyên gia về các bệnh truyền nhiễm của WHO cho biết, vaccine đang được tiêm trong khu vực này cung cấp nhiều khả năng chống lại các biến thể hơn. Tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương, chính phủ Sri Lanka đã cấm du lịch khắp đất nước trong 3 ngày nhằm nỗ lực ngăn chặn các ca COVID-19 đang gia tăng nhanh chóng. Ấn Độ đã ghi nhận hơn 4.000 ca tử vong trong ngày thứ hai liên tiếp và kéo dài khoảng thời gian giữa các liều vaccine AstraZeneca trong bối cảnh thiếu hụt nghiêm trọng. Nhật Bản sẽ tuyên bố tình trạng khẩn cấp tại 3 tỉnh nữa do bị ảnh hưởng nặng nề của đại dịch COVID-19. Bộ trưởng Kinh tế Yasutoshi Nishimura cho biết, trong một động thái bất ngờ phản ánh mối lo ngại ngày càng gia tăng về sự lây lan của virus. Vào ngày Chủ nhật, Hokkaido, Okayama và Hiroshima sẽ cùng với Tokyo, Osaka và 4 tỉnh khác trong tình trạng khẩn cấp cho đến ngày 31 tháng 5. Nhật Bản đang phải vật lộn với sự gia tăng của một số biến thể COVID-19 có khả năng lây nhiễm cao hơn chỉ 10 tuần trước khi Thế vận hội Tokyo bắt đầu. Với các biện pháp mới nhất, 19 trong số 47 quận của Nhật Bản chiếm khoảng 70% dân số sẽ bị hạn chế, bao gồm đóng cửa các quán ăn trước 8 giờ tối và lệnh cấm rượu tại các quán bar và nhà hàng. Tại châu Âu, Tây Ban Nha đã công bố tăng số lượng vaccine COVID-19 hiện có. Mục tiêu của đất nước là tiêm chủng cho 33 triệu người vào giữa tháng 8. Thủ tướng của Tây Ban Nha, ông Pedro Sanchez cho biết, Tây Ban Nha sẽ nhận được 13 triệu liều vaccine Pfizer vào tháng tới. Điều đó cho phép các nhà chức trách tăng cường chiến dịch tiêm chủng từ 1,7 triệu người lên 2,7 triệu người mỗi tuần. Thủ tướng Anh ông Boris Johnson cho biết, ông lo ngại về sự gia tăng của các biến thể coronavirus lần đầu tiên được xác định ở Ấn Độ đã xuất hiện ở Anh. Một nghiên cứu về các ca nhiễm coronavirus ở Anh đã phát hiện biến thể này đang trở nên phổ biến hơn trước đợt nới lỏng lớn các hạn chế về sức khỏe cộng đồng tiếp theo. Sau đây là cập nhật nhanh về đồng đô la Canada và giá vàng. Vào cuối ngày giao dịch của ngày thứ Năm, đồng đô la Canada bằng 0,8230 đô la Mỹ và bằng 0,6813 đồng euro theo Bank of Canada. Trong khi đó, thì 1 đô la Canada bằng 18.975 đồng Việt Nam theo Axie.com vào tối thứ Năm. Giá dầu Brent giảm còn 66,77 đô la Mỹ một thùng, tức là giảm 28 cent. Giá dầu WTI giảm còn 63,62 đô la Mỹ một thùng, tức là giảm 20 cent. Trong khi đó, thì giá vàng giao ngay ở mức 1.826,57 đô la Mỹ một ounce. Rất cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi bản tin Canada của sáng ngày 14 tháng 5 hôm nay do tạp chí Culture Magazine thực hiện. Kênh Culture Channel của chúng tôi có video tin tức cập nhật hàng ngày, cũng như các video về văn hóa, du lịch, ẩm thực, sức khỏe và đời sống, tư vấn di dân di trú được cập nhật liên tục trong tuần. Mời các bạn đón theo dõi và xin hãy giúp Culture Channel chia sẻ video để thêm nhiều bạn được biết tin tức, cũng như để giúp chương trình có thể được tiếp tục. Rất cảm ơn tất cả các ý kiến đóng góp cũng như các chia sẻ của các bạn. Xin chúc các bạn nhiều sức khỏe và luôn bình an. Hoàng Anh, Tuấn Liêm, chân thành cảm ơn và kính chào tạm biệt. Chương trình tiêm chủng vaccine COVID-19 tại tỉnh bang Ontario đang được tiến hành để giúp ngăn ngừa sự lây lan của virus, bảo vệ mạng sống. Cho đến khi tất cả chúng ta đều đã được tiêm chủng, hãy nhớ đeo khẩu trang, rửa tay và giữ khoảng cách. Mỗi ngày đang có hàng ngàn người được tiêm chủng, rất nhanh sẽ đến lượt của quý vị rồi đó.
Muốn biết thêm chi tiết, quý vị có thể đến trang mạng ontario.ca/Ontario's COVID-19 Vaccination Plan hoặc quý vị gọi số điện thoại 1-888-999-6488. Đường dây có hơn 300 ngôn ngữ để phục vụ quý vị. Một lời nhắn từ chính phủ Ontario.